Chào mừng các bạn đến với Góc MB. Tuần này Thanh xin chia sẻ với các bạn món gà xào mắm cá thu tay cầm. Món này Thanh ăn ở một nhà hàng tàu. Nhà hàng thì họ dùng khô cá mặn để xào, nhưng vì khô cá mặn khó kiếm mua được và khá đắt tiền, nên Thanh dùng mắm cá thu để thay thế. Thì cái mùi xào ra rất là giống, chỉ khác là mắm cá thu khi mình xào xong rồi đó, thịt cá sẽ nát ra hết. Còn khô cá mặn miếng nào mà sắc hơi to đó sẽ không có bị nát. Thì khi ăn á, mình sẽ nhai trúng miếng khô mặn mặn. Để làm món này mình cần những nguyên liệu là 8 ounce thịt đùi gà phần trên, không da không xương. Các bạn nhớ là đừng có dùng ức gà nha, ức gà làm món này không có ngon. Rồi mình sẽ dùng mắm cá thu thay thế cho là khô cá mặn. Để xào một nồi á, mình chỉ cần là một khứa cá thu nhỏ thôi, nửa củ hành, 2 tép tỏi, 5 cho tới 6 lát gừng, một chút xíu Thanh sẽ sắc thành sợi, tiêu sọ xay, đường. Mình cần một bắp để chút xíu mình trộn vô thịt gà đó. Dầu hào thì Thanh thích dùng cái hiệu Likumki này. Rượu để nấu ăn. Còn rau mình sẽ cần là măng và cà tím. Thì măng cái loại này hay có loại búp, loại nào cũng được hết nha các bạn. Và măng mình đổ ra rổ, rửa sạch, rồi sau đó mình nấu sôi. Nấu sôi bỏ một nước đó rồi mới dùng. Cà tím mình sẽ sắc thành khúc và sẽ sắc lại thành miếng, khoảng chừng 4 cho tới 6 miếng tùy cái cà tím của mình to cỡ nào. Gà mình sẽ sắc bỏ những cái miếng bầy nhầy và bỏ bớt mỡ. Mình sẽ sắc mỗi miếng thịt gà mình lạng nó sẽ xéo như vậy nè các bạn. Mình sắc đừng có mỏng quá nha, nếu mà sắc mỏng quá khi mình xào thịt chín nó sẽ bị nát ra. Sắc dày khoảng chừng 3 ly á. Mắm cá thu thì mình chỉ cần một khứa nhỏ thôi, cái khứa này là gần cái phần đuôi nè. Và mình sẽ bỏ đi cái phần xương và phần cứng. Cái món này nếu như mà mình dùng mắm cá thu nhiều quá đó thì cái nồi xào của mình á, có cái mùi á, nó sẽ hơi bị nồng và cái vị sẽ bị mặn. Cho nên các bạn cố gắng là theo sát công thức của Thanh một chút nha. Rồi mình sắc thành miếng nhỏ như vậy. Để cho các bạn xem cái tỷ lệ thịt gà so với cái tỷ lệ của mắm cá thu đó thì bao nhiêu đây, thịt gà nè, mình chỉ cần một nhúm nhỏ mắm cá thu là đủ để mình làm một nồi xào rồi. Cà tím thì mình sắc thành miếng như vậy. Gừng Thanh đã sắc thành cọng và hành trắng, củ hành đó mình sẽ sắc thành miếng to to cỡ như vậy. 2 tép tỏi là mình chỉ đập dập thôi nha các bạn, mình đừng có mà bằm hay là sắc thành lát, chỉ đập dập thôi. Để ướp gà Thanh cho vô là nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu sọ xay, một muỗng cà phê rượu nấu ăn. Thì cái rượu nấu ăn này giúp để mình làm mất đi cái mùi tanh của thịt gà đó. Bột bắp mình dùng nửa muỗng canh vung lên tí xíu nha bạn, cho thêm nhiều hơn tí xíu bột. Rồi bột bắp nó sẽ giúp cho cái miếng gà của mình khi xào đó, miếng gà nó sẽ được nó mềm, nó trơn hơn. Rồi giờ Thanh qua pha chén nước sốt. Mình cần là 10 muỗng canh nước cộng với 1 muỗng canh dầu hào. Nếu như mà bạn thích ăn cái vị hơi ngọt tí xíu đó thì mình cho vô là nửa muỗng canh đường, còn không thì mình bớt đường lại nha.
Giờ mình qua phần xào. Món này mình cần cho vô là 3 muỗng canh dầu để cho nước sốt có cái vị béo. Thì khi mà nước sốt có cái độ sệt nhẹ đó mà thấm vào cà tím rồi thì miếng cà tím mình ăn sẽ có cái vị béo béo, rất thơm gia vị. Phải nói rất là ngon luôn. Mình phi tỏi thì khi mà vàng đậm á thì mình vớt ra. Rồi cho gừng vào xào. Kế là thịt gà. Mình xào thịt gà chín sơ qua đó. Đài kế tiếp đó là mình cho củ hành vào xào chung. Bây giờ Thanh cho vô là một muỗng canh rượu nấu ăn đó. Mình sẽ chế rượu chung quanh cái vành chảo. Rồi mình bắt chảo cho lửa phật vô. Mình làm như vậy thì cái nồi xào của mình nó sẽ có cái mùi thơm tới hơn. Cái mùi mà gọi là áp chảo đó các bạn. Rồi giờ Thanh cho là cái món cá thu vô đó. Xào nhanh rồi cho cà tím và cho thêm lại nửa khắp măng. Xào trộn đều lên các thứ. Rồi giờ thì cho vô chảo là trái nước sốt mình pha hồi nãy. Và xào khoảng chừng 10 giây thôi là nước sốt bắt đầu có cái độ sánh sền sệt. Là từ cái bột bắp hồi nãy mình áo gà. Mình nấu nước sốt vừa sôi lên á, là mình cho cái hỗn hợp từ chảo vô nồi. Thì nắp nồi lại cho lên bếp và nấu sôi lên một dạo là được rồi nha các bạn. Thanh đã nấu xong một nồi gà mắm cá thu rất là thơm, rất là ngon. Và như các bạn thấy là vẫn còn sôi sùng sục luôn. Nếu như bạn thích nồi xào có thêm màu sắc và có cái vị cay cay á, thì bạn có thể cho vào những cái lát ớt sừng màu đỏ thì cái nồi xào của mình nhìn càng hấp dẫn hơn nữa. Thì nước sốt như các bạn thấy là cần phải có độ sánh sệt nhẹ. Khi nhà có khách mình cho đồ xào vào cái nồi tay cầm này nè, dọn lên trên bàn. Nhìn rất là bắt cơm, mà ăn tới giờ phút cuối đó, đồ ăn trong nồi vẫn còn nóng. Phải nói rất là thích luôn đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Tuần sau Thanh sẽ làm món đồ biển tay cầm. Các bạn nhớ đăng ký vào kênh để nhận được những video mới. Thanh chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất là nhiều.